Rồi bạn Lexin ơi, bây giờ bạn hãy lại đây nói về cái chương trình học lặn người cá nâng cao cấp bằng quốc tế ở Mỹ do Hiệp hội BDIC tổ chức. Và Tuyên là người đầu tiên ở Việt Nam là thầy cá, và Tuyên hy vọng các bạn xem cái video clip này, các bạn học theo, các bạn sẽ trở thành thầy cá tương lai giống Tuyên, giúp Tuyên kêu gọi bảo vệ thiên nhiên và động vật được không? Xin chào các bạn, đây là bạn Lexin. Bây giờ bạn ấy sẽ cùng với Tuyên giúp cho các bạn học bơi, trở thành một người cá thật sự. Rồi bạn lấy xin giới thiệu với các bạn nước ngoài đi, để cho các bạn nước ngoài hiểu, chứ không thôi các bạn nước ngoài nghe tôi nói láp không hiểu cái gì chết luôn. Welcome to the mermaid swimming class where he the first mermaid teacher in Vietnam will teach you how to become a real mermaid to save the earth and animals. Rồi, bây giờ bài tập đầu tiên để trở thành người cá. The first thing you have to do to become a real mermaid là khởi động xuống nước. Exercise before water. Các bạn phải tập khởi động giống y chang động tác của Tion nha. You have to do it exactly how he does it in the video. Rồi bây giờ các bạn phải tập cái bài khởi động thứ nhất của người cá giống y chang như Theo nha. Now you have to do the exercise exactly like him. Nâng cái gót chân mình lên như vậy. Now you have to do the exercise and put the two toes together like that. Giống như hít đất vậy đó. Mình co tay lại như thế này. Hít hơi vào. Go down. You breathe in. Pull up your body. Right, put your body back. Thở ra bằng mũi. And breathe out with your nose. Lúc mình co lại hít hơi vào, mình hít hơi vào bằng miệng. Breathe in with your mouth. Rồi mình lượn người lên phía trước. Nâng tay lên. Then pull up your body. And straighten out your hands. Rồi mình nâng người lên lại như cũ. And put it back to the old position. Rồi mình thở ra bằng mũi. Then breathe out with your nose. Làm như vậy 10 lần khởi động. Do it 10 times exercise. Hít vô bằng miệng. Breathe in with your mouth. Thở ra bằng mũi. Breathe out with your nose. Hít vô bằng miệng. Breathe in with your mouth. Thở ra bằng mũi. Breathe in with your nose. Các bạn nhớ rõ chưa? Do you remember? Làm đúng cho Tion. Do it correct for him. Mới được tập bài tập tiếp theo. Now to the next exercise. Okay. Giới thiệu với các bạn, đây là học trò đầu tiên của người cá Tion. Let's in. I am Tion's first student ever. My name is Lexi. Bây giờ bạn ấy sẽ tập lại đúng cái động tác khởi động của người cá cho các bạn xem. Now I will do the exercise again for everybody to see. Rồi Tion sẽ kiểm tra bạn Lexin liền luôn ở bài tập khởi động thứ nhất dành cho người cá. Tion will see the exercise right now. Yay. Rồi làm 3 lần. Nhanh quá, cái tay xuống trước đã, cái tay xuống hít hơi vào. Đúng rồi. Nâng lên mới thở hơi ra bằng miệng, bằng mũi. Hạ cái tay xuống giống như mình đang hít đất vậy đó. Khoan, có lượng khúc này mình chưa có lượng. Làm sai rồi, tập lại nha. Ow. Very hot, right? Yes. Bây giờ Lexin sẽ làm lại lần nữa cho thật đúng nha, không làm nhanh. Now
do it again. Like push up, giống như hít đất vậy đó. Co lại, hít hơi vào bằng miệng. Rồi, ưỡn người lên, trường người lên. Rồi, push your body up, nâng lại rồi thở ra bằng mũi. Rồi, đúng rồi. Làm như vậy 10 lần. Nhưng mà lesson chỉ cần làm mẫu 3 lần đúng là được. Pass the test. Chính xác. Thêm một lần nữa, giống push up, hạ xuống cái đã. Ê, đừng có lượn, đừng có lượn trước khi đó. À, đúng rồi. Xin chào các bạn, bây giờ Tuyên sẽ giới thiệu đến các bạn bài tập thứ hai. Now Tuyên will show you the second exercise that is called Love the Tree. Bài tập thứ hai tên là Yêu cây cối, có nghĩa là các bạn phải tập với cái cây, nó rất là hợp lý. The name of this exercise is called Love the Tree. You're going to have to do the exercise with the tree. Nhìn Tion đây. Look at Tion. Bài tập này các bạn nên tập với một cái cây là tốt nhất. To do this exercise, it's better to do it with the tree. Hai tay để lên cái cây. Two hands go on the tree. Your knee down. Put your knees down. Hạ cái gối xuống, xong rồi nâng cái mông lên. Put the butt up. Bài tập này giúp cho bạn lượn nước rất là đẹp. This exercise will you'll do very good in the water. Đúng rồi. Khi mà knee down á là khi hạ gối xuống là hít hơi vô bằng miệng. When your knees are down, breathe in with your mouth. Nâng lên, thẳng người ra, thở ra bằng mũi. Straighten your body and blow out with the nose. Hít hơi vô bằng miệng tiếp. Put the knees down. Hạ lên, duỗi thẳng người ra, thở ra bằng mũi. And blow your nose when you have your body. Thở ra bằng mũi. Rồi, hít vô bằng miệng. Breathe in with your mouth. Blow out with your nose. Hít vô bằng miệng, thở ra bằng mũi. Hít vô bằng miệng, thở ra bằng mũi. Tập với cái cây như vậy, bạn sẽ thấy cảm giác lên cái phần sống lưng của mình rất là nhiều. When you do this, it will be very effective on your back part of your body. Đó là lý do tại sao tôi nói bài tập này có nghĩa là Love the Tree. Love Tree. Rồi các bạn ơi, bây giờ ở bài tập thứ hai này, Lexin sẽ làm lại tập đúng như Tion đã hướng dẫn. Nói đi. Clover. Now I will do the exercise. Giống như Tion đã hướng dẫn. Tion has explained. Các bạn biết tại sao cái bụng Tion hơi bự dạo này không? You know why his stomach is so big? Because mother whale gave him too much food. Bởi vì cô cá voi cho Tion ăn quá nhiều fast food. Và Tion ít tập cái bài tập Love the Tree quá, Tion ít yêu cây quá nên Tion bụng bị bự bự. He eats so much that he rarely does this Love the Tree exercise that his stomach gets. Tion cần phải tập yêu cái cây nhiều hơn, bụng Tion mới nhỏ lại được. Now he has to do Love the Tree so much more so his stomach could go down. Tion mới lấy lại 8 múi lại được. Six pack. Eight pack. I have eight pack. You cannot do the eight pack. I have the eight pack. No, you don't. I show you the own picture with I got eight pack. Okay. Okay, now I will love the tree more and I will get a bike, not six bike. You six bike for get, normal person. A bike for merman, the last merman. Okay. You're not the last merman. I'm the last merman. I'm in just a merman. I'm the only one in the world got the merman in just a. Okay. So it doesn't mean you're special. Okay. Give up. Love the tree for me. Show your love to him. He will give you six bike. Okay. Okay. Are you sure? Are you serious? Xin chào các bạn, bây giờ bạn Lexin sẽ tập cái bài tập Love the Tree cho các bạn xem nha. Love the Tree. Now I will do the Love the Tree steps. Your knee down. Co
gói lại, rồi hít hơi vào, need up. Đúng rồi, không có đúng cho lắm. Đứng sát xích vô nữa đi, đứng sát xích vô. Rồi nha. Bây giờ anh nói sao, let's see, nói lại bằng tiếng Mỹ nha. Hạ gối xuống. Hít hơi vào. Nâng mông lên, nâng eo lên, đúng rồi. Duỗi thẳng người lên phía trước. Thở hơi ra bằng mũi. Đúng rồi. Hạ gối xuống, hít hơi vào bằng miệng, nâng eo lên, duỗi thẳng người ra phía trước. Thở ra bằng mũi. Làm như vậy bài tập này là 10 lần để khởi động xuống nước của người cá nha các bạn ơi. Đúng rồi. Làm lại, đúng rồi. Thở ra bằng mũi rồi, hít hơi vô bằng miệng nè, đó. Đúng rồi đó. Rồi, cảm ơn Lexin. Sau khi các bạn đã tập cái bài tập yêu quý cây cối rồi đúng không? Nói đi. After you have done the love the tree. Bây giờ các bạn đã cảm thấy yêu quý cây cối chưa? Did you see the love of the tree yet? Nếu mà các bạn không biết yêu quý cây cối thì các bạn sẽ If you haven't loved the tree yet, then you're going to have to die. To die. Các bạn sẽ chết bởi vì you're going to die because the tree saved the life. Đúng no rồi. Tree, we die and we will die fat. Đúng rồi, cây cối sẽ bảo vệ cho chúng ta sự sống của chúng ta. Nếu mà chúng ta không biết yêu quý cây cối thì chúng ta sẽ chết. Và trước khi chết thì chúng ta sẽ bị cái gì? Before we have to love the tree so the tree will save us because it produces oxygen for us to breathe. And if we don't love the tree, we will die fat. Trước khi chết sẽ bị bụng bự nè. Bây giờ you'll have a fat stomach. Bây giờ tôi mang đuôi cá vô để tập một lần nữa cho các bạn xem nha. Now I put now he has put on the mermaid tail and he will do the love the tree with it on. Làm như vậy 10 lần nha. Do it 10 times. Hít hơi vô bằng miệng. Hạ gối. Breathe in. Nâng mông lên, duỗi thẳng người ra, thở hơi ra bằng mũi. Làm như vậy 10 Bend lần. Your knees, put the butt out straight. Breathe in, breathe out. Breathe in with nose. Khi mà các bạn đã làm quen với động tác này rồi, không cần phải love the tree nữa. When you are already used to this exercise, you don't need to love the tree nữa. Love myself. Tự làm một mình luôn. Love the self. Đúng không? Right. Nhớ nha các bạn. Remember. Thở hơi ra bằng mũi, duỗi thẳng người ra nè. Hít hơi vô bằng miệng nè. Duỗi thẳng người ra. Thở hơi ra bằng mũi. Hiểu chưa? Yeah. Không, đứng thẳng người lên tập cái động tác đó. Đứng lên cái gờ màu đen á. Cái màu đen rồi mới ngã. Cái miếng màu đen hồi lấy xin ngã người xuống luôn. Ngã người ngửa ra phía sau. Rồi. Rồi. Nghiêng, đem mắt kính đi. Chuẩn bị đem mắt kính vào quay người qua tiêu nè. Chiêu này hay nha, lấy xin là chứng tỏ là bản lĩnh luôn nha. Rồi bắt đầu vô nè. Rồi bây giờ bạn Lexin sẽ tập lại cái bài tập Love the Tree mà không cần dịnh vô cái cây nữa các bạn ơi. Rồi Lexin làm đúng nha. Ok. Rồi. Hít hả miệng ra, hít hơi vô bằng miệng, duỗi thẳng người ra. Hả miệng ra, hít hơi vô bằng miệng. Lúc mà hạ gối xuống là hả miệng ra, hít hơi vô bằng miệng. Đúng rồi. Duỗi thẳng người ra, thở hơi ra bằng mũi, đúng rồi. Đúng rồi. Giỏi lắm. Đừng lo sẽ tìm. Rồi, vậy là bài tập khởi động đã xong rồi thì các bạn có thể xuống nước nha. Rồi, let's see, xuống nước đi nào. Okay. Xuống nước đi. Xuống nước đi. Đúng rồi các bạn, sau hai bài tập khởi động của người cá chúng ta có thể xuống nước. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình hướng dẫn bơi người cá cấp bằng quốc tế tại Mỹ lần sau nhé. Rồi bây giờ Let's xin làm cùng với bạn cho bạn xem. Rồi đứng sát vô. Hạ gối xuống.
hít hơi ra bằng miệng, chườn người thẳng ra, đũn tay lên đó, thở ra bằng mũi, đúng rồi đó, đúng rồi đó, đúng rồi, hít hơi ra bằng miệng đó, đúng rồi đó. Lesson thấy làm dẻo không? Đúng rồi, khi mà bơi gì đó, đúng rồi, khởi động như vậy nha.